Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề làm gì khi bị đờm ho khó thở lâu ngày không khỏi. Thưa quý vị, bị đờm ho khó thở và những lần nhập viện vì tái phát đợt cấp là nỗi ám ảnh của những người bị viêm phế quản mãn tính, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Rất nhiều khán giả đã gửi thư về cho chương trình và tâm sự rằng cho dù họ đã dùng rất nhiều những loại thuốc xịt, thuốc hít, thuốc uống và khí dung nhưng bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Vậy làm thế nào để có thể kiểm soát và cải thiện các bệnh lý này, qua đó có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp bệnh nhân sẽ có thật nhiều niềm vui, sống khỏe, sống có ích? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các vị chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu đến quý vị khán giả người sẽ mang đến những tư vấn hữu ích liên quan đến chủ đề này, tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên chủ nhiệm khoa A9, Viện Y học cổ truyền Quân đội. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, và một khán giả cũng rất quan tâm đến chủ đề của chúng ta, xin giới thiệu cô Hoàng Thị Hiển. Xin chào MC, chào bác sĩ và chào các quý vị khán giả. Trước tiên xin mời cả hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, Bến Tre không chỉ khiến chúng ta chìm đắm trong vẻ đẹp của miền sông nước hiền hòa, mà còn là nơi tuyệt vời để khám phá nét ẩm thực và văn hóa độc đáo của mảnh đất được mệnh danh là xứ sở của cây dừa này. Và đây cũng chính là nơi mà những người làm chương trình tìm đến để thăm một người kỹ sư điện tử về hưu, để nghe chú kể về câu chuyện chiến đấu với căn bệnh mang tên phế quản tắc nghẽn của mình. Xin chào quý vị, tôi là Tô Hoài Việt. Sinh năm 1960, địa chỉ là 162/2 đường Trần Quốc Tuấn, thành phố Bến Tre. Tôi bị những cái hiện tượng là có những cái cơn ho, nó không kéo dài nhưng mà nó gây ngưng thở, có lúc nặng nó đến bất tỉnh lần. Cái nguyên nhân gây ra bệnh của tôi nghĩ rằng tôi bị nhiễm độc do cái bệnh nghề nghiệp, tức là tôi làm cái nghề sửa chữa điện tử. Nó trong cái chì hàng nó có hóa chất với lại cái khói nhựa thông. Khám nhiều nơi nhưng cuối cùng thì đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì họ định bệnh là tắc nghẽn phế quản mãn tính. Tôi sử dụng cái phương thuốc mà bệnh viện đã cho. Dần già đó thì cái bệnh của mình nó càng mình cảm thấy nó càng ngày nó càng nặng hơn. Tôi cảm thấy cái hơi thở nó ngắn thì nó khó thở và luôn luôn khạc và ho. Có những lúc á mình cảm thấy là nó bị chóng. Nên là mình ho nhiều quá mình bị chóng, với lại nó đau, ho nhiều quá nó đau thắt cái cơ bụng. Riêng về cái đàm thì của tôi rất là khó khạc, như là nó dính ở trong phổi đó, mình cảm thấy nó rất là nặng ngực. Mình cố khạc cho nó ra nhưng mà nó không ra. Mình cứ lo mình ho không mà mình đâu làm gì được. Rồi ngủ cũng rất là khó, ngủ cái một cái giấc ngủ vậy á nó cũng bị ngắt quãng bởi những cái cơn ho của mình, là cái giấc ngủ nó cũng không có trọn vẹn nữa, là sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm. Vâng, bác sĩ thân mến, có rất nhiều khán giả đã gửi thư về cho chương trình và trong đó thì họ chia sẻ rằng là lúc đầu khi mà bị đờm ho lâu ngày không khỏi, thay vì vào viện khám, họ lại ra hiệu thuốc và mua thuốc về uống. Và đến khi mà tình trạng bệnh nặng hơn, bị khó thở và cơ thể mệt mỏi thì lúc đó bắt đầu mới vào bệnh viện và bác sĩ kết luận là bị viêm phế quản mãn tính. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng chính cái việc chậm trễ trong điều trị đó đã khiến cho cái bệnh tình của họ trở nên nặng hơn không ạ? Cái trường hợp mà như MC vừa chia sẻ ấy, thì trên thực tế mà trong quá trình công tác của tôi ấy, thì tôi thấy là không phải ít đâu. Nhiều người khi mà có cái biểu hiện như là đờm, ho thì nhiều khi là cứ tự mình đi mua thuốc về uống chỉ được một nửa, thấy đỡ đỡ rồi, thế là lại dừng không uống nữa. Và đến mãi thì cứ dẫn đến một cái tình trạng mà nó nặng, vừa đờm vừa ho vừa khó thở rồi thì mới tá hỏa lên để đi đến bệnh viện kiểm tra, thì thật sự là muộn đấy ạ. Cái bệnh viêm phế quản mãn tính ấy, giai đoạn đầu bệnh chỉ có cái biểu hiện ho và có đờm vào buổi sáng thôi. Một năm ấy thì có thể là bị 2-3 lần. Về mặt tính chất đờm ấy thì lúc đầu chỉ trong và loãng thôi. Nhưng mà nếu mà tình trạng mà viêm mà nặng á, chuyển sang màu vàng, thậm chí là như mủ ấy. Cái giai đoạn tiếp theo ấy, thì cái tình trạng ho và khạc đờm thì ngày một nặng lên. Cái giai đoạn ho có đờm mà lại còn khó thở rồi. Lúc đầu thì cảm giác nặng nặng ngực thôi. Sau đó thì khó thở khi vận động. Rồi dần dần nặng hơn nữa thì nghỉ ngơi rồi cũng khó thở. Do vậy mà khi mà có những các cái biểu hiện như là ho, có đờm,
tốt nhất là đi khám bệnh sớm đi để điều trị. Vậy nếu như chúng ta không điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khó lường nào đối với sức khỏe thưa bác sĩ? Bệnh lý viêm phế quản mãn tính ấy, thì nó có những các cái hệ lụy. Thứ nhất là làm cho cái nhiễm trùng phổi, rồi giãn phế quản, rồi suy tim. Có một cái biến chứng mà cần phải nhắc đến, đấy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Theo cái nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, thì người ta cho rằng cái năm 2020 này thì cái tỷ lệ mà tử vong của cái bệnh lý COPD ấy đã tăng từ xếp thứ 6 xuống xếp thứ 3, chỉ sau có đột quỵ tim và đột quỵ não thôi. Nguyên nhân á của cái việc tử vong này ấy là thiếu oxy mãn tính này, rồi thì suy hô hấp này, thậm chí là suy tim này, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có một cái đặc tính là nó cứ có những các cái đợt cấp tái đi tái lại, và mỗi một cái lần cấp như thế thì chính là cái nguyên nhân để cho người bệnh vào bệnh viện. Một câu hỏi đặt ra là cái nguyên nhân tại sao á mà các cái bệnh lý này nó cứ tái đi tái lại? Có cái nguyên nhân là nhiễm độc phổi do các cái tác nhân ví dụ như khói thuốc lá này, rồi thì các cái ô nhiễm môi trường này. Ngoài hai cái bệnh tôi vừa mới nói thì còn một cái bệnh nữa, đấy là bệnh hen phế quản. Cái nguyên nhân là do đáp ứng với cái kháng nguyên quá mức của cái hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên là cái nhiễm độc phổi nó cũng làm cho cái tình trạng bệnh của các cái cơn hen là nó nặng lên, tăng nặng lên rất nhiều, và cái thời gian cái cơn hen nó cũng sẽ gần lên. Vì thế cho nên việc hỗ trợ điều trị của bệnh lý này đi vào những các cái nguồn gốc sâu xa là giải độc cho phổi thì mới kiểm soát được các cái cơn tái phát ạ. Và trong phần chia sẻ vừa rồi thì bác sĩ Khánh Vân có nhắc đến tình trạng nhiễm độc phổi, và nhân đây thì rất muốn bác sĩ Khánh Vân có thể tư vấn cho quý vị khán giả về phương pháp điều trị đối với tình trạng nhiễm độc phổi, viêm phế quản mãn tính, hen phế quản và phổi tắc nghẽn mãn tính COPD ạ. Các nhà nghiên cứu của thế giới người ta cũng đã nghiên cứu đến rất là nhiều những các cái thảo dược. Trước hết là cái nhóm giải độc phổi, xuyên tâm liên này, cam thảo ý này, baikalin, lá ô liu. Giáo sư tiến sĩ Seong Soro của trường Đại học Y khoa Hàn Quốc, Đại học Daegu Hari thì đã nghiên cứu và cho thấy rằng là cái baikalin ấy có cái vai trò gọi là bảo vệ phổi khỏi bị các cái yếu tố tổn thương do các cái yếu tố bên ngoài đưa vào. Cái nhóm thứ hai ấy bảo vệ cái chức năng phổi khỏi các cái yếu tố gây độc mới. Cúc tây này, xuyên bối mẫu. Cúc tây ấy có cái vai trò tăng cường cái hoạt động của đại thực bào phế nang, làm sạch phổi cũng như là bảo vệ phổi khỏi những các cái yếu tố gây hại như là bụi mịn này, rồi virus này, vi khuẩn này. Xuyên bối mẫu kích thích các cái hệ thống lông của cái phế quản ấy để đẩy các cái bụi bẩn cũng như là đờm đi ra ngoài. Cái nhóm thứ ba đó là cái thành phần fucoidan trong tảo biển. Theo tiến sĩ bác sĩ Katsuzuki Nakajima của Nhật Bản ấy, với những người mà thường xuyên sử dụng cái tảo biển này ấy, thì có cái khả năng tức là kích hoạt cái tế bào gọi là tế bào giết tự nhiên, có viết tên tắt là NK ấy, thì nó có cái khả năng nhận dạng những các cái tế bào đột biến gen, và như thế thì có cái vai trò gọi là phòng và hỗ trợ điều trị những các cái bệnh ung thư. Cái nhóm thứ tư ấy, phải được kể đến, đấy là giảm ho, long đờm và giãn phế quản. Tỳ bà diệp này, lá bạch đàn này, ở bồ công anh. Tỳ bà diệp làm giãn phế quản, kiểm soát các cái tế bào viêm và nó sẽ đỡ đờm đi và đỡ ho đi. Lá bạch đàn nó có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc, hay là các cái kháng sinh thực vật mà người ta thấy rằng là cái tính kháng sinh thực vật của cái lá bạch đàn ấy nó tương đương với gentamicin. Cái bồ công anh có cái vai trò tức là cái kháng khuẩn, các cái kháng sinh thực vật mà rất rất nhiều các cái bài thuốc y học cổ truyền của rất nhiều nước á, là đều có cái tác dụng kháng khuẩn kháng sinh như thế với những các cái bệnh nhân về đường hô hấp như chúng ta vừa mới kể đến. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm ngay sau đây. Được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, tình hình dịch Covid nặng quá, nhiều người mắc quá bà. Như này thì chết. Ông Lâm. Chết rồi, ông bị nhiễm Covid rồi. Tôi ho là cái bệnh phổi mãn tính của tôi.
đêm nào tôi chả ho như cuốc kêu ấy. Ồ, cả có đờm nữa ấy. Để tôi xem cái giải pháp của tôi mách cho cái bà Loan ấy, không biết là có hợp với ông không. Đây đây đây. Giải pháp này giúp giải độc phổi, giảm các triệu chứng đờm, ho, khó thở ở các bệnh nhân viêm phế quản mãn tính. Đấy 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 đấy. Đúng bệnh rồi. Hen suyễn phổi tắc nghẽn mãn tính. Đúng đấy. Tình trạng của tôi rồi. Băn khoăn là có an toàn không chứ gì? Cực kỳ an toàn nhá. Đây này, vì nó toàn thiên nhiên thôi. Đây các thành phần tôi đọc cho ông đây này. Hoàng cầm này. Tỳ bà diệp này, rễ cây cúc tây này, lá ô liu này, bu coi đan này, từ thảo đâu Nhật Bản nhá. Đấy, xuyên tâm liên này, bồ công anh, cam thảo Italy. Thế bây giờ này nhá, tôi đi sang nhà bà Loan. Tôi mua luôn cho ông dùng. Tốt quá. Cô Hoàng Thị Hiền, cô là một người đã mắc viêm phế quản mãn tính trong một thời gian nhất định. Và không biết lúc này thì tình trạng sức khỏe của cô thế nào rồi ạ? Trước đây những cái triệu chứng đầu tiên ấy là những cái cơn ho. Sau rồi là kèm theo là đờm và khó thở. Mỗi khi thay đổi thời tiết ấy, lâu dần ấy thì cái triệu chứng này ấy nó dày lên hẳn. Tôi thì cũng nghĩ là kiểu viêm họng bình thường thôi ấy. Thế mới đi mua thuốc kháng sinh, thấy nó khỏi. Thế là sau đó là cứ bị là tôi lại đi mua về uống như thế. Thế đến tháng 11 năm 2017 ấy, thì tôi ho khủng khiếp, ho lắm, đau, tức ngực, khó thở, đờm đặc xanh mà quánh lắm. Mà đêm thì lại cũng không ngủ được vì là ho rất là nhiều ấy. Cái sức khỏe nó lại còn yếu nữa. Bảo con nhà tôi ấy, nghỉ làm đi. Để đưa đi, tôi đi khám bệnh. Bác sĩ kết luận tôi là bị viêm phế quản mãn tính. Do chồng tôi hút thuốc lá thì luôn luôn là hít phải cái khí khói thuốc đấy. Sau đó thì tôi uống một tuần thuốc kháng sinh mà bác sĩ kê đơn đấy, thì là nó cũng đỡ nhiều lắm. Thế nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, thì là nó lại bị lại. Nhưng mà cũng may ấy, là sức khỏe nó cũng tăng dần lên ấy, nó cũng hồi phục ấy. Ho cũng đỡ mà đờm thì nó cũng gần như là cũng hết đấy. Bác sĩ Khánh Vân thân mến, bác sĩ có nhắc đến cái phương pháp điều trị các bệnh lý này nhờ vào cái tác dụng tuyệt vời các loại thảo dược. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về giải pháp này được không ạ? Sản phẩm Body Detox bao hàm 4 cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm giải độc phổi, phục hồi chức năng phổi, gồm có xuyên tâm liên này, cam thảo ý này, baikalin này và lá ô liu. Nhóm thứ hai là nhóm bảo vệ phổi khỏi các cái yếu tố gây độc mới, ví dụ như là cúc tây này, rồi xuyên bối mẫu. Cái nhóm thứ ba là nhóm nhận diện những các cái tế bào đột biến gen để mà phòng ung thư phổi như là phu côi đan. Và cái nhóm thứ tư là nhóm giảm ho này, tiêu đờm này, giãn phế quản này, tỳ bà diệp, rồi bạch đàn và bồ công anh. Với 4 cái nhóm đó hợp lại ấy, thì nó có một cái công dụng rất là tốt, đấy là hỗ trợ điều trị bệnh hen phế quản này, viêm phế quản mãn tính này và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Body Detox giải quyết cái triệu chứng đờm, ho, khó thở, và cái thứ ba là phòng ngừa những các cái biến chứng bất lợi đối với cơ thể chúng ta do 3 cái bệnh lý đó đem lại. Và sản phẩm Body Detox được sản xuất bởi công ty dược phẩm GNE của Mỹ và đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và đặc biệt Body Detox được sản xuất bởi công nghệ rất hiện đại, đấy là siêu nano. Cho nên các cái hoạt chất có cái kích thước rất nhỏ, và vì vậy cho nên chúng ta sử dụng là hấp thu rất nhanh và sinh khả dụng của nó rất cao. Cho nên Body Detox có cái khả năng hỗ trợ những các cái bệnh lý mãn tính của phổi như tôi vừa mới trình bày. Không còn hình ảnh của một bệnh nhân bị phế quản tắc nghẽn đang ngày đêm bị chứng đàm, ho, khó thở hành hạ nữa. Sức khỏe của chú Việt bây giờ đã hồi phục rất tốt, và câu chuyện đẩy lui bệnh tật của chú khiến chúng tôi ai nấy đều bất ngờ. Tôi lên mạng tôi thấy có cái quảng cáo về sản phẩm Body Detox. Đầu tiên thì tôi cũng không nghĩ rằng cái sản phẩm Body Detox nó có hiệu quả, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng thôi thuốc chủ mai thầy, mình dùng thử, giả lại giá thành thì nó cũng không là bao nhiêu. Tôi dùng Body Detox một ngày là 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên. Thì cái hộp đầu tiên tôi dùng thì tôi thấy là đàm nhớt trong miệng mình nó tiết ra ít, sạch, cái hơi thở mình nó khỏe hơn,
cái hơi thở mình có thể mình tập hít thở mình, cái hơi thở mình nó dài hơn, nên tôi quyết định dùng tiếp. Thì các lọ tiếp theo thì mình thấy nó tiến triển tốt, tức là càng ngày cái đàm nhớ nó càng ít đi, cái cơn ho của mình nó cũng ít đi nữa, cái hiện tượng khó thở nó hết rồi, không còn mệt nữa. Tôi ngủ cái đêm, cái giấc ngủ của tôi liên tục từ tối cho tới sáng, tôi không có bị ngắt quãng bởi những cái cơn ho. Bây giờ thì không còn nặng ngực. À, trước đây thì cảm thấy nặng ngực lắm, nhưng mà bây giờ thì sau khi sử dụng Boni Detox cho tới giờ này thì tôi còn không còn cảm thấy nặng ngực nữa. Và cảm thấy là cái hơi thở của mình nó rất là dài. Dùng Boni Detox thì tôi không thấy có cái tác dụng phụ gì cô. Cho tới giờ này thì tôi chưa thấy tác dụng phụ gì. Bây giờ sức khỏe nó tốt rồi thì cuộc sống nó thay đổi tích cực chứ. Tức là mọi việc mình làm mình không có nghĩ đến cái chuyện mà mình phải đối phó với những cái cơn ho, rồi khách hàng của mình với những người tiếp xúc của mình, người ta không có nhìn mình, người ta lo sợ mình không biết mình bệnh gì. Đêm ngủ rất là tốt, thở rất là tốt. Ở phòng máy lạnh nhiệt độ 25-6 độ bình thường, không có bị đàm nhớ gì hết trơn. Bây giờ thì mọi thứ hoạt động bình thường. Tôi chạy xe hai bánh, tôi chạy ô tô bình thường, không vấn đề gì. Mà gia đình tôi cũng yên tâm nữa. Con gái tôi thì nó cũng rất là dễ bị ho. Trong trái gió trở trời thì nó cũng rất là dễ bị viêm họng. Tôi cũng cho dùng thử Boni Detox thì thấy nó cũng đáp ứng tốt, giảm được nhiều cái triệu chứng đó. Ô nhiễm không khí vào hút thuốc lá gây nhiễm độc phổi, đờm, ho, khó thở và viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, ung thư phổi. Boni Detox giúp bảo vệ và giải độc phổi, giảm nhanh đờm, ho, khó thở của viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, u bướu phổi. Boni Detox được sản xuất tại nhà máy dược phẩm J&E International, đạt tiêu chuẩn GMP của WHO và FDA Hoa Kỳ. Boni Detox giúp bảo vệ và giải độc phổi, sản phẩm của Mỹ. Thời lượng của chương trình Cơ thể bạn nói gì xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.